vợ chồng Lý Hải, Minh Hà bị khui quá khứ khó lòng giấu giếm. Hình ảnh quá khứ của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh quá khứ của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Theo đó, hình ảnh Lý Hải lên sóng truyền hình vào năm 1995 được khui lại. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ ở tuổi 27 và sở hữu diện mạo vô cùng bảnh bao, đầy lãng tử cùng khí chất ngời ngời. Bên cạnh hình ảnh của Lý Hải thời trẻ được chia sẻ, cư dân mạng còn khui cả hình ảnh của bà xã anh là Minh Hà ở cùng thời điểm năm 1995, khi đó, Minh Hà chỉ là cô bé mới 10 tuổi, vô cùng đáng yêu và dễ thương, những nét đẹp của Minh Hà khi bé vẫn còn được giữ đến khi trưởng thành, và giờ đây khi đã là mẹ bốn con, cô vẫn được khen ngợi hết lời về nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung của mình. Ở thời điểm hiện tại, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đang gặt hái được nhiều thành công với bộ phim Lật mặt 6, tấm vé định mệnh. Bộ phim vẫn đang đạt được thành công ấn tượng với doanh thu phòng vé liên tục gia tăng và hiện bộ phim đã đạt thành tích doanh thu kỷ lục trong số các phần phim lật mặt của Lý Hải. Đây là thành quả xứng đáng dành cho những nỗ lực, sự tâm huyết của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà trong quá trình làm nghề. Lý Hải xuất phát là một nam ca sĩ được nhiều khán giả 8x9x yêu mến khi sở hữu nhiều bản hit đình đám. Sự nghiệp điện ảnh của Lý Hải nở rộ khi vào năm 2015, anh bắt tay thực hiện bộ phim Lật mặt. Sau thành công của Lật mặt, Lý Hải tiếp tục đầu tư sản xuất các phần phim khác của Lật mặt và đều đạt được thành công. Cùng với sự nghiệp ngày một thăng hoa, Lý Hải còn khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Minh Hà. Cả hai kết hôn với nhau vào năm 2010, sau 7 năm chung sống ổ ấm gia đình luôn tràn ngập tiếng cười của bốn nhóc tì dễ thương, kháu khỉnh. Cặp đôi Lý Hải Minh Hà trở thành hình mẫu lý tưởng với không ít người bởi gia đình hạnh phúc và kinh tế vững mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.